Và hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kiro đây. Ngày hôm nay chúng ta đến với Mini Washington tập thứ 42. Hôm nay mình sẽ đi chuẩn bị gia dụng cụ, nói chung là các nguyên liệu để mình đi diệt rồng. Thì có lẽ là chắc là mình sẽ phải quay trở lại cái khu chỗ cũ mình rồi. Bởi vì ở khu chỗ cũ mình có một đàn bò, mình nuôi khá là nhiều. Bây giờ chúng ta phải quay trở lại các bạn ạ. Ok, thì các bạn đã thấy rằng là mình đã quay lại căn nhà của mình rồi. Xem nào. Ôi, 799 ngày rồi, đi khá xa. Để mình ngó xem là mình có miếng da nào không. Chắc là hết rồi, chả còn mảnh da nào đâu. Mình cũng đi lấy hết rồi mà. À, một mảnh này. Chúng ta cần phải đến 1000 mảnh các bạn ạ. Rất là nhiều luôn. Thật sự là không phải là một trong hai ngày mà chúng ta có thể kiếm được như vậy. Nên là mình sẽ tích dần. Hiện tại là mình được 4 mảnh này. Còn 996 mảnh nữa các bạn ạ. Sắp xong rồi. Yeah. 996 mảnh đó các bạn ạ. Không hề ít luôn. Được cái là mình có cây thủ lùa xám rồi. Ở đây giờ lấy hết rồi. Mình sẽ ra khu chăn nuôi bò. Chăn nuôi bò của mình thì thằng Mewgu nó đang nuôi rồi các bạn ạ. Nên là cũng yên tâm. Trời cũng đã tối rồi nhưng mà mình không dám ngủ. Bởi vì các bạn thấy rằng là mình có điểm hồi sinh kia. Mình có thể ấn quyển dịch chuyển về cho nó nhanh. Chứ đi khá là lâu. Ui, kìa nó phi. Đây là cái đàn bò mà thằng Mewgu đang nuôi các bạn ạ. Ở đây có 44 mảnh này, 48 này, ok. Bây giờ chắc là mình sẽ đi kiếm mấy con bò hoang dã hoặc là mấy con sói để mình kiếm da thôi các bạn ạ. Đó, ok, thì hiện tại mình đang đi kiếm da các bạn ạ. Đây, mình sẽ đi giết những con sói ở đây để lấy da. Đây, các bạn thấy rằng là mình cũng có tầm 2, 4, 6, 8 phải tầm 14 ô nữa thì may ra mới đủ được 1000. Thì mình vừa giết đồng thời vừa đi nuôi luôn các bạn ạ. Ví dụ như trong thời gian mình đang nuôi thì mình sẽ đi kiếm mấy con sói và mấy con bò để chúng ta kiếm thêm da. Cái việc kiếm này rất là mệt mỏi luôn các bạn ạ. 1000 da nhá, không hề dễ chút nào. Các bạn nhìn chưa? 2, 3, 4 này, 4 da luôn này. Bởi vì cái thanh kiếm của mình á là nó có thêm săn may mắn thì phải. Nên là nó được nhân thêm. Cái việc này rất là có lợi, rút ngắn thời gian chúng ta đi kiếm da. Để xem là có chú bò nào không. Thường thì ở rừng thì chỉ có sói là nhiều. Không thì chúng ta phải ra hoang mạc để kiếm bò. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình giết sói ấy, thì mình được nhiều da hơn thì phải. Mình để ý như vậy nhá. Thường thì giết sói ra nhiều da hơn, còn giết bò thì nó lâu lâu nó cho một hai cái, hoặc là chủ yếu là nó cho thịt thôi. Bé này nè. Đấy, hai da nữa này. Đây, ở kia mình thấy một con sói. Nếu mà mình thấy hai con mà đứng gần nhau thì mình sẽ nuôi cho nó thành thêm một con nhỏ nữa và mình cho uống sữa bò. Nhưng mà hiện tại sữa bò mình cũng có một bình nên là chắc là không đủ. Mình gặp là mình giết thôi à. 32 nè. Thường sói thì ban đêm nó hay ở gần mấy cái bờ sông lắm. Rất là đông luôn. Thì bắt đầu tối rồi. Hiện tại thì mình không dám ngủ các bạn ạ. Bởi vì các bạn biết rằng là mình có cái cắn hồi sinh kìa. Thì nó là nằm ở phía bên hòn đảo kia của mình. Cách xa, khá là xa luôn. Nên là mình chỉ có việc ấn biến về thôi. Chứ mình không dám ngủ. Mình ngủ là mình phải đi đó là mệt lắm luôn á. 33 ra. Cháy này. Thêm 2 da nữa, 35. 1000 da. Rất là nhiều. Mình đang nuôi một đàn sói với một đàn bò ở nhà. Tí nữa mình sẽ cho các bạn coi nha. Và thưa các bạn, đây chính là cái nơi mà mình chăn nuôi sói, đàn sói nhỏ của mình đây. Hình như có vẻ như nó đang giữ các bạn ạ. Nó đuổi theo mình này. Nó muốn đánh mình hay sao ấy. Đấy, thì khá là đông.
Và ở kia có một con chó nhỏ. Đây chó nhỏ đây mình mới cho nó ăn. Thì mình cho tụi nó ăn bằng cái sườn bò nướng này này. Thế là tụi nó đẻ nhá ra. Và nếu mà có sữa thì chúng ta sẽ cho nó lớn nhanh hơn. Thì vậy đấy. Thì mình sẽ nuôi một nhiều rồi mình sẽ làm thịt với một thể mà. Hiện tại mình vẫn đang đi kiếm. Các bạn thấy rằng là mình đang đây 2, 4, 6, 8, 10, 12 ô da bò. Tức là tầm hơn 600 mấy ấy. Cộng thêm 30 cái ở dưới nữa. Thì mình phải kiếm tầm 16 ô thì mới đủ được mình. Tầm hơn 1.000. Hơn 1.000 da để mình chế cái kèn hỗn loạn. Giết con rồng, rồng ba. Rồng ba mini world nhá. Thì có lẽ là mình sẽ giết một mình. Bây giờ chắc là mình sẽ quay về lại cái khu nhà cũ của mình. Để mình chế sửa lại cái kiếm. Và cũng cho các bạn coi luôn cái đàn bò của mình như thế nào nhá. Ok thì bây giờ mình chắc là mình sẽ xử nốt bọn này luôn các bạn à. Nuôi cũng hơi lâu rồi. Đây ăn đi mấy cưng. Mấy cưng mà cắn ăn là mấy cưng bị giết ngay ấy nha mấy cưng. Úi trời, úi trời. Có vẻ như đợt này tụi nó hưởng phết nhờ. Xin đi mấy đứa. Có vẻ như đẻ khá nhiều các bạn ạ. Ôi con chó nhỏ này. Trời ơi. Úi dồi ôi. Ủa, bọn này lớn chưa ta? Sao nhìn bọn này. Úi dồi ôi, hết rồi các bạn ơi. Cho ăn đợt cuối vậy. Đầu đứa nào vừa mới lớn là cho ăn luôn. Đấy, xin lỗi người ta, ta giết luôn một thể nè. Xong rồi đúng không? Bây giờ mình sợ là mình giết xong rồi nó thịt mình luôn các bạn ơi. Mình đứng đây mà mình cảm thấy hơi sợ sợ. Yo 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 yo. Rồi xong đi luôn. Sao có con nào nữa không? Ok. Xử xong rồi. Rất là nhiều. Còn mấy con chó nhỏ chắc là để lại thôi. Mấy chó nhỏ giết chả được gì. Úi trời ơi. Rồi lên rồi. Bây giờ mình sẽ về đây. Và mình sẽ xử nốt mấy con bò của mình. Ok thì đây là số lượng da mà mình kiếm được. Có lẽ là bây giờ mình sẽ đi chế và trade. Chưa đủ 1.000 đâu các bạn ạ. Nhưng mà cứ chế trước đi. Bởi vì nó khá là đầy rương rồi nên là chế cho nó ngắn bớt lại. Sau đó mình sẽ lại cái chỗ rương dụng rương công cụ. Đâu rồi ta? Đây rồi. Đây. Chế. Hiện tại chúng ta được bao nhiêu ta? 8 mảnh rồi các bạn ạ. 8 mảnh. Đây. Thì để xem là mình muốn chế cái kèn hỗn loạn đó thì mình phải có cái này. Cái này đá biển cổ mình cần thiếu 9 viên nữa. Đá khủng tước thì chắc là mình sẽ vào cái khu lâu đài của mình lấy. Đây. Cái này thì các tinh thể là mình có thể kiếm được dễ dàng này. Cây thù lùa xám là mình cũng kiếm được này. Mình trồng ở chỗ kia. Có vẻ như là khá là ok rồi. Đơn giản rồi. Không có gì quá là khó khăn cả. Đây chúng ta có thể chế lại luôn này. Thôi bây giờ mình sẽ cất đi. À thôi khỏi cất đi để đây cũng được. Phải mất 800 da các bạn ạ. Chúng ta còn thiếu 150 da nữa. Bây giờ cố gắng kiếm thêm da vậy. Thì hiện tại thì chắc là mình sẽ tiện thể là mình đi mình sẽ đi kiếm đá viễn cổ luôn. Hiện tại là thiếu 9 đá viễn cổ các bạn ạ. Một sự thiếu sót gọi là khá lớn. Và ok thì bây giờ mình đang chạy ra cái khu bên kia để lấy cái thùa lùa trắng. Phải tên là thùa lùa trắng không nhỉ? Hình như đúng rồi, hình như là vậy. Đây này.
đấy mình cho phân nó tăng trưởng lên để lấy chúng ta thu hoạch luôn. Thì tầm 16 cây các bạn ạ. Nhưng mà mình nhìn các bạn thấy rằng là với cái tầm này thì mình đã dư giả rồi. Cái này á là mình vô tình là đợt trước á mình mua của thằng thương nhân. Thế là bây giờ có mà dùng, chứ không là mình cũng tìm hơi mệt đó các bạn. Bởi vì nó hên xui, ông thương nhân ông bán thì ai biết được nó ra cây gì. Lúc thì nó ra cây thùa xám, thùa đỏ rồi thùa cam rồi gì tùm lum ấy. Lúc mà không có nữa cơ. Thì may mắn rằng là mình đã có trước rồi. Đây 16 cái. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi chế cái kèn hỗn loạn thôi. Thì ngày hôm nay vẫn là gọi là chúng ta chủ yếu là chuẩn bị mà. Chứ tập sau thì mình sẽ giết nha các bạn. Ăn nhẹ một cái miếng bánh xem nào. Úi chà. Đây. Đây là thứ mà úi. À phải sử dụng cái xẻng bằng kim cương, xẻng kim cương mới lấy được cái loại đá này. Thì loại đá này cũng là một trong những thành phần mà để chế cái kèn hỗn loạn. Rồi ta mình nhớ là mình có một cái xẻng. Đây. Thì hiện tại mình đã thu thập đủ 10 da rồi nha các bạn. Tức là ấy không phải 1000 da. Và mình chế thành 10 cái tấm kia. Không phải là 10 da, 1000 da, rất là cực luôn. Thì mình cũng kể cho các bạn biết là đây là video nó tóm tắt lại rồi. Thực ra là mình kiếm tầm nguyên một ngày trời luôn á. Mình đi mình tìm mấy bọn kia rồi mình giết sói tùm lum. Chủ yếu là sói đây. Rồi một cặp món. Đây. Các bạn thấy không, đẹp quá trời đất luôn. Kết tinh hỗn loạn. Bây giờ thì chúng ta cần chế một cái kia nữa. Cái kia gọi là cái gì ấy, mình phải biết tên. Ok, thì mình có để cái mấy cái cục ở đây. Mấy cục này là chúng ta kiếm được trong nhà lao này. Và bây giờ thì mình sẽ cần lấy cái đá. Đây, các bạn thấy không? Kèn hỗn loạn đây. Thì mình sẽ cần phải lấy cái khối đá khủng tước. Thì đá viễn cổ mình có rồi. Bây giờ lấy đá khủng tước. Đá khủng tước thì khá là đơn giản thôi. Thì các bạn cũng nhớ rằng là có một tập mình xây lâu đài, mình trang trí lâu đài. Và mình có sử dụng đến 9 đá khủng tước lận. Thì bây giờ chúng ta sẽ ra cái lâu đài đó chúng ta sẽ lấy nhé các bạn. Bởi bây giờ thì cũng chả cần nữa rồi. Nên là ra mà lấy thôi, không cần trang trí nữa. Mỗi chúng ta xử lại sau. Ok, đây 9 đá khủng tước đây. Đây là mỗi một khối là tầm 10 viên đó các bạn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Rồi các bạn thấy rằng là nó bị vỡ mất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế thôi. Viên này đây, kết tinh đá. Rồi, kèn hỗn loạn đủ rồi nha. Xong, tan tan. Bây giờ chỉ cần tập sau là mình chỉ cần thổi kèn và con rồng nó sẽ xuất hiện, rồng hỗn loạn. Đây, rồng hỗn mang hay rồng hỗn gì ấy, nói chung là vậy. Đấy, cái con rồng 3, mình gọi là rồng 3. Mình sẽ vẫn sử dụng một cây nỏ duy nhất của mình để giết nó. Mình nghĩ rằng là mình chỉ cần một cây nỏ thôi. Bởi vì mình có số đủ sao này. Và nói chung mình sẽ chịu thiệt sao. Mình giết nó cũng được, không sao hết. Bởi vì sao thì dễ kiếm ấy mà. Ok, bây giờ chúng ta trở về thôi. Ok, có lẽ video chuẩn bị những nguyên liệu mà chúng ta gọi rồng đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và tập sau mình sẽ giết rồng nhé. Hẹn gặp các bạn tập sau, bye bye.